Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Vào ngày 8 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 20 token FTN này. Thì các bạn nào có tham gia dự án này thì cần click vào cái danh sách winner mình coi mình có trong danh sách winner để claim token airdrop nha các bạn. Thì bấm ok nữa. Sau đó bạn tìm kiếm nè các bạn. Tìm kiếm như thế này. Các bạn dán địa chỉ mình vào các bạn thì mình đã được vào danh sách claim này các bạn. Rồi nếu bạn nào có trong danh sách claim thì cần copy cái link claim này nè các bạn. Cái link dự án đó nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Sau đó các bạn chọn vào đi app nè các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Đầu mình may thì chương trình airdrop này nó chỉ có 5.000 winner. Rồi sau đó bạn connect nha các bạn. Connect với chocolate nè. Rồi sau đó các bạn lướt xuống nè các bạn. Thì thời gian claim còn lại là 19 giờ 19 giờ nữa các bạn. Rồi bấm vào claim airdrop nữa. Mình được 20 token FTE nè các bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí gas là 0.0003 BNB của khoảng 0.1 đô các bạn. Ok. Chờ nó xác nhận chút xíu nha các bạn. Mát. Rồi nó về các bạn. Sau đó mình copy địa chỉ với BNB cho mình xem cho mình các bạn. Các bạn gõ BC scan nha các bạn. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Ok, mình đã về được 20 token FTN này các bạn. Sau đó thì các bạn cần copy con chat cho phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Mình không biết con này có giá không nữa. Không có rồi, thêm đồng tiền mà quá vào nha các bạn. Bấm làm xong. Rồi để mình vào sàn Bankia Swap xá các bạn. Đâu, nó về chưa các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn chọn vô đây nè. Để mình coi được bao nhiêu đô nha các bạn. Bấm Unbot nè các bạn. Chấp nhận điều khoản, bấm Unbot nè. Mắt. Ồ, 0.17 đô. Ủa không chấm có khoảng 10 đô các bạn. USDT kìa. USDT 10 đô không ta. Không cho chơi vào cặp USDT. BUSDT. BUSD. Không luôn nữa ta. 0.017. 0.017. À được 7 phay máy các bạn. Gần 8 đô nha các bạn. Rồi bạn nào muốn xả thì xả nha các bạn. Thôi mình xả các bạn ơi. Đâu mất tiêu rồi. Thôi xả hay là không nữa các bạn. Xả luôn đi các bạn để nó sập mất công các bạn. Rồi các bạn chấp thuận nha các bạn. Dự án game cá, dự án này cũng khá là tiềm năng đó các bạn. Bạn nào muốn giữ muốn xả nha các bạn. Mình cũng chưa có chết. Vì mình đang làm cái video không thể nào chết được cho các bạn. Rồi bạn cơm fit nha các bạn. Xả bình thường nha các bạn. Bấm chấp thuận nè. Rồi sau đó gì nè. Ok 16 đô. Ok mình đã về được 7 đô mấy nè các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.